Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay thì hai vợ chồng mình đi chùa đây. Về cái khu này thì mình mới biết là ở gần nhà mình có hai cái chùa. Cách nhà mình khoảng 30 phút lái xe. Thì hôm nay là có chị Hà với Như nữa rủ đi chùa. Thế là anh Quyết anh ấy rất là hào hứng luôn, bởi vì anh rất là thích cái cấu trúc của chùa chiền ấy. Mỗi lần mà về Việt Nam là được bà nội mình dẫn đi chùa là anh ấy khoái dữ lắm. Mình có coi hình trên mạng thì mọi người lại đây, mọi người chụp hình check in Facebook rất là nhiều đó, và họ set up, có những cái set up để cho mọi người tới để chụp hình Tết á. Nên là hôm nay hai vợ chồng mình tranh thủ đi một xíu này. Thực ra thì hôm nay thì người mình cũng đang rất là mệt đấy, đang đau họng này, xong rồi sáng giờ hắt hơi sổ mũi, tối hôm qua thì người lâm râm nóng sốt nữa, chắc là do cảm cúm đấy. Thế nhưng mà hôm nay thì mình cũng rất là nôn nên mình cũng rất là muốn đi coi xem là chùa ở đây như thế nào, tại vì từ lúc mà mình qua Mỹ giờ thì mình chưa có đi chùa bên đây bao giờ cả. Đây mọi người ơi, tụi mình tới rồi. Wow, chùa đẹp quá. Wow, baby, look at this, baby. Very wow. Colorful. Đẹp ghê luôn á. The destination is on your right, 3495 Greenview Drive. Wow. Wow, họ trang trí đẹp chưa này. Baby, you feel like in Vietnam? Yeah. Yeah? Yeah. Đẹp quá hả? Daddy, let's come inside. Okay. Hello. Hi, Chloe. Chloe. Hi, Chloe. Hello, chị yêu. Hello, hello. Đẹp quá. Chloe xinh quá à. Hi Chloe. Bây giờ chánh điện mở rồi này. Bây giờ mình sẽ vô chánh điện để coi ha. Thì chùa này có tên là Thiền Viện Minh Đăng Quang. Địa chỉ ở đây ha. Wow, chánh điện bên trong này đẹp quá là đẹp luôn này. Tượng Phật này. Chloe, Chloe lễ Phật đi. Trời, hôm nay em cũng phải cho cô Bi đi lễ Phật mới được. Chị Hà nói là ở đây rất là linh đúng không? Đúng, ở đây là điều ước của mình là luôn được ban lên, được ban cho. Từ lúc câu thì nó khoái. Chị là đi đây, bạn chị còn đặt thấy không? Cái mẹ ở trên ca đỉnh, một mẹ nhỏ, một mẹ tự nhỏ cho gia đình, sinh gia đình. Chloe ơi, con muốn đưa cho con vô đây con, cốc vô đây con. Đi Chloe vô coi đi con. Hôm nay em phải dẫn cô Bi đi cho cô Bi biết mới được. Đúng rồi, đi cô Bi chưa mình được biết. Rất là vui vì mình vô mình sinh khỏe. Mình vui lắm. Được phát lộc nữa, phát lộc đầu năm á. Hôm nay là tôi cúc đi là chỉ có trong tuần ấy. Lại chưa phải là Tết cho nên là họ hôm nay họ chưa có đông người tới. Cuối tuần là sẽ đông lắm này. Đẩy đi, con lại đi. Con lại đi nha. Giỏi quá, Chloe giỏi quá. Con lại đây, con cầu xin bình an, nó nấu ăn tấm lớn đi, con lại năm đi là Phật. Đứng lại chắc ta lại Nam Mô Di Đà Phật. Đúng rồi, giỏi quá. Cô Bi giỏi quá. Hôm nay cô Bi chỉ cái anh cô Bi nhá. Anh cô Bi chưa được đi bao giờ hết. Thôi vậy hả? Chưa. Chủ nhật cho anh cô Bi đi chỉ về chị em. Đó. Chủ nhật là phát lộc, có chiêu quýt đó em. Ừ. Ăn để may mắn đầu năm á. Ừ. Là chuẩn bị này. Để mày gặp lại cho. Để mày lấy cái này mày gặp cho nó dễ nha. Đi nè. Thì ơi qua đây. Con gặp lại. Rồi, con bỏ vô. Con bỏ vô đi. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn con đại con push rồi. Rồi. Con ra đây con lại mẹ nè, bước ra đây. Rồi con đứng im đó. Rồi, ok. Lại nha. Chị em mình xuống đây đi mới mở đi chị chữ xuống đây lần nào nè. À, cái đó là mới luôn. Mới vừa làm xong năm nay luôn á.
Mọi khi là chị tới đây nè, nên chùa mới mua thêm miếng đất ở đây á, đi xuống đây luôn á em. À vậy hả? Ờ, chùa mới mua đó. Nên là lúc trước là chỉ có trên này thôi. Đây đây là ngân, là cái rà của người ta. Ừ. Sau này là bắt đầu bây giờ chùa có thêm nhiều mạnh thường quân á, là mua thêm mấy cái này nên nó rộng ra hơn chút. Mốt là người, họ trồng thêm cái đất đúng rồi, là hai cung điện rồi này nọ, chị nghĩ vậy. Đẹp quá ha. Đi qua coi thử nè. Đi đi, let's go đi. Còn một cái chùa kia là Thuyền Viện Huyền Không là em chưa đi ha. Không, là chị cũng chưa đi, nhưng mà bạn chị đi rất là nhiều và nói là chùa cũng đẹp và cũng thiêng giống như bên này. Nên là mình có thể lần sau mình có thể đi xuống đây coi. Đi coi. Đây, trong đây là họ bán đồ ăn ấy. Nhưng mà hôm nay họ chưa bày xong. Đấy, là em cứ sáng đi coi quá trời luôn. Anh đi hết cái chùa này, anh đi hết góc ngách à. Smells like Vietnam. Smell like Vietnam. Yeah. You want to go back? Oh. Đây mấy hình ảnh trong sinh hoạt trong chùa này. Nãy ở chỗ kia thì có mấy cô nói là có lớp dạy cho các bé dạy tiếng Việt đó. Đó, hoạt động cũng rất là nhiều hoạt động này. Chú là đa số bán nhiêu, bán 15 hay cho gì làm cái đồ cho bạn. Ồ, chị thấy họ chở quá trời kìa. Đúng rồi, cái này để lọc đầu năm đó. Ờ, lọc đầu năm hả? Cái cây đó hả? Vô sinh cái đó mình để mình sinh năng lọc đó em. À. Thì tụi Cúc lại qua nhà một cái chị bạn này để cho mấy bé ở đây là tổ chức Tết á, cho mấy bé ở đây ha. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Mọi người ơi, chị Hà là có mới tạo một cái channel, không phải một cái gì, một cái trang trên Facebook có tên là gì chị Hà? Gia đình Chloe cuộc sống Mỹ. Đó, thì chị Hà cũng đang làm những cái chủ đề về gia đình ấy. Thì mọi người follow cho chị Hà nhá. Mọi người nhớ like, follow mình nha. Ủng hộ mình nha. Để bà giới thiệu các món ăn ngon. Đây, hôm nay là Hà đặt nè. Hà đặt rất là nhiều này. Cái món này là đủ các loại chả mà chị Hà sắt nè. Đó, đây là cơm chiên này, cơm chiên hải sản này. Đây là mì xào này. Cái này là gỏi nè. Còn cái này là gì đây? Đây là gì quên mất rồi? Mực chiên. Cái này là mực chiên. Ồ, bánh chưng này ở bên này rất là ngon mà rất là chắc. Ba chị ở Việt Nam á, ăn mà qua đây còn khen ngon hơn bánh chưng là ở Việt Nam đó em. Người ta làm đúng kiểu phong cách Việt Nam luôn đó em. Bánh chưng rất là ngon. Chị đặt cho em hai cái đây không? Đúng rồi. Bánh chưng rất là ngon nha. Người ta mới nấu ngày hôm qua xong đó. Vậy hả? Là bánh chưng rất là mới nha. À, hôm qua chị mới đi pick up đúng không? Đúng rồi. Rất là mới. Đấy, cũng đủ bánh chưng, bánh tét nha. Và rất là nhiều món ăn ở đây nè mọi người ơi. Đấy, hôm nay là nhờ ở nhà của một cái chị trong xóm này. À, có lộn trong nhóm chứ. Đấy, cũng set up bàn cho mấy đứa trẻ con này, bàn của người lớn ăn này. Trời ơi, coi con gái người ta cắt bánh chưng kìa. Ôi trời ơi. Đây, công trình cắt bánh chưng đây mọi người ơi. Đã. Kìa, có hả, để tiền mừng tuổi kìa. Quay chị đi, quay chị đi, chị đem tiền cho em này, quay chị đi. Quay chị. Giao. Đây, trợ lý của chị Hà đó. You 20 right? Đây là cái basement á, cái tầng hầm của nhà chị này thôi. Thì tụi mình tổ chức ở đây rất là ấm cúng dễ thương luôn này. Chị Hà có đủ tiền cho em không nhỉ? Không đủ hả? 5, 6, 7. Đó, bây giờ là tụi mình sẽ cho mấy đứa trẻ con nó chụp hình áo dài đã, xong rồi là tụi mình sẽ nhập tiệc ha. Chụp hình cho tụi trẻ con nó hơi vất vả đấy. Chồng chị với chồng em nhây quá luôn.
nói gì đấy. Xin lỗi, xin lỗi. She's here in the carpet as a punishment. What's going on? Yeah. Okay, ready? Ready, kia. Lắc nha, lắc nha. Một, hai, ba. Ba, bầu. Bầu, bầu, bầu. Cua, cua, cá, cá. Bầu, bé, bầu, bé, cua. Cá rồi em ơi, thua rồi em ơi. Cái màn rồi. Một con đâu nữa. Mấy là hay quá con. Hay không? Đó dữ luôn. Thiệt mà. Bây giờ ai rồi? Chưa rồi chưa? Okay, you ready? Ready? Cá. Mọi người đặt một ô đi. Cái nó có bằng nhau nha. Okay, that's good. Con gà. Cái lộn á. Mày tính ba con gà vậy. Okay, ready? Con Vi nói sao? Con cảm ơn cô. Đây Diễm nó làm thịt ngâm nước mắm này. Con nào nó ăn chưa? Dạ rồi. Yep. Pretty cool sand. That's that sticky sand, whatever. Ngon á. Kind of stays together. Rồi bữa chị không đi chợ Hồng Kông được tính mua cái bắp bò để ngâm nước mắm á. Em chưa ngâm bắp bò bao giờ, nhưng mà cái này ở nhà mẹ em làm lúc trước á. Làm nhiều hả? Dạ. Cái này là món của miền Trung hả? Em cũng không biết nữa đó. Nhưng mà em thấy Tết nào mẹ em cũng làm món này. Dạ. Tại vì thấy á, gần kiểu như là dạo mấy năm gần đây thì mới nổi cái món thịt tôm nước mắm thôi. Thấy hả? Nên chị nghĩ chắc là gốc miền Trung họ hay ngâm phải không ta? Em cũng không biết nữa, nhưng mà tới Tết là mẹ em hay làm thịt tôm nước mắm. Có mấy chỗ đó họ làm thịt bắp bò ngâm nước mắm nữa. Đẹp vậy. À có tôm khô. Chỉ có tôm khô mẹ chị nói từ Việt Nam qua. Ừ, để xếp bao nhỏ hả? Tôm khô xếp của kiểu hả?
Ủa kiểu như món không được. Đó, cho đẹp thật. Con nào you wanna try? I'm okay. Diễm em biết nữa Diễm. Dạ không, em cứ chị em muốn biết nữa. You said to me. No, I did that to call Chris too. Yeah. I think it's Vietnamese style. I think so. Ở quê em á, người ta họ không có đãi tôm khô vào dịp Tết cho nên em cũng không có biết cái đó. Ủa vậy hả? Uh-huh. Tụi em là có mực khô. Tết là có mực khô ăn uống với bia. À, cái món đó thì là món nhậu rồi. Dạ. Ăn xong hôm nay ai cũng mập thành mấy ký. Đó, ăn Tết mà, nhân Tết mà. Bữa Thanksgiving mình cũng mập rồi, bữa nay mình cũng mập. Có miếng này thôi nè. Rồi để lên trên. Đây, hai món tụi mình bày đã xong. Bây giờ tới thịt kho trứng. Ok, đây là con gà của tụi mình đây mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi trộn gói nha. Đó, ra xin một miếng thịt gà cô Diễm nè. Ôi, ngồi bán mình há miệng ba giỏi đấy. Trời. Ngon không? Chị ơi nhỏ thôi chị, mất cổ chị. Chắc chị cắn nhỏ đó. Nhai như đúng rồi á, chưa có răng mà nhai như đúng rồi á. Cho con cái đùi gà này Sarah. Bao lại cái tao bao là. Ngon đó, thích đó. Thích không? You want it? Cầm đó, cầm đó, cầm đấy. Cầm đấy nè. Đòi ăn, đòi ăn, đòi ăn nữa đấy. Ngon không? Cho con rồi cái đùi gà cho nó gặm đi. Dạ thôi. Có đói. Không. Kệ đi. Gì đó mà. Trời, thanh niên mà sợ gì. Tội nghiệp, có chờ từ sáng nha. Chị có cái nào để xương không? Hay chị muốn bỏ này lại vào nước? Bỏ cho vào nước cũng được á. Chị tính nó phụ em. Nè, em đừng được mà. Gặm nó đi, để nó khóc. Nó ré. Ôi trời ơi, ngon quá, giờ sao đây? Giờ sao đây, giờ mua thịt gà về cho em ăn nhiều nhá. Ôi trời ơi. Thì từ từ bé bóc được chứ. Nè. Ừ, nó lấy tay nó đốt miệng nó. You see that color? She wants the chicken. She wants the chicken so bad and then I was not fast enough. And then she just tried to get my, grab my hand and put in her mouth. You're 1 second, Sarah. Look. Mm. She's a good eater. I know. Yeah. We're lucky with that. We have two good eater. Ôi dồi ôi, bán hết luôn nè. Ngon không? Ngon quá hả? Ngon quá hả? Mẹ cho em bột hoài hả? Cháu hả con? Hả? Em không thích ăn bột, em chỉ thích ăn cái gì mà nhai được thôi. Đấy, không có răng mà nhai như đúng rồi nè. Ngon không? Ngon quá em ha. Nữa hả? Nè. Nữa. Chủ ngon thế. Ngon lắm. Ngon không? Ngon quá hả? Ngon quá hả? Hết ngon sữa rồi hả? Mà nó biết ăn rồi, nó ăn được rồi là nó lười uống sữa lại. Dạ. Nó thích ăn lắm. Này. Ăn nó nhai được, cảm nhận được cái hương vị. Ừ. Cái còn đó, mỗi hôm mà kiểu nấu cái gì đó chị cũng cho thử một miếng này miếng kia vậy đó. Dạ. Tại vì cái tầm này nó cũng chưa có phải là ăn, chưa phải là cái chính yếu á. Nó vẫn phải là uống sữa nhiều. Đây mọi người ơi, cháo gỏi gà này. Bây giờ sẽ bóc cái này ra ăn trưa này. Mình đang hâm lại bánh chưng này. Thịt kho trứng này. Đấy, toàn những món truyền thống thôi. Ok, Diễm con à. Sit down please. Ôi trời ơi. Sếp em cũng cực khổ lắm đấy. À, anh em có cực không? Đây. Sếp bông hoa nha. Cô nàng đảm đang cơ hội. Ôi dồi ôi. Ngại chết đi. Xin mời bà con ăn Tết với chúng tôi. Các em đang tự biên tự diễn ở nhà chị Cúc. Chúc mừng năm mới.